Hi, chào các bạn quay trở lại với channel của Thằng Gà nha. Yeah, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về ẩm thực. Đấy. Anh em phải biết là ẩm thực thì đây mình sẽ cho anh em xem cái đồ mà mình đã chuẩn bị nhá. Tà lợn châu phi. Đây thì trên tay mình đang có một cái đĩa, mình không biết là nó là cái thịt gì nhưng mà nhìn nhìn nó giống cái thịt mà ở bên nước ngoài họ ăn đấy, họ ăn thành sandwich ấy. What the hell? Thực ra mình không biết là cái thịt gì đâu, nhưng mà với cái món này ấy, thì mình sẽ thiết kế vào một cái món gọi là lướng siêu cay nhá. Đấy. Thì để cái thao tác chuẩn bị này thì mình đã chuẩn bị được 6 miếng thịt như này. Thì bây giờ mình sẽ khứa nó ra để mình tẩm ướp cái gia vị siêu cay. Đấy, mình sẽ đi vào cái khâu chuẩn bị để mình tẩm ướp cái miếng thịt này nhá. Miếng thịt này miếng thịt từ nước ngoài đấy, mình không biết là thịt gì đâu nhưng mà nhìn nó rất là lạ và hấp dẫn. Đấy, ok. Ok, bây giờ mình sẽ khứa những cái miếng thịt này ra nhá, để làm sao để cho cái gia vị ướp siêu cay để nó ngấm đều vào từng miếng một. Đấy, thì thao tác này nó cũng nhanh thôi. Thì ở bên kia thì Tùng Ngậm đang nhóm lò rồi. Đấy, thì để một lúc nữa là nhóm lò xong thì mình cho lên đường luôn để thưởng thức luôn nhá. Ôi, tao chơi này rồi, tao chơi như lưỡi nhái này, sợ quá. Ra được Tùng Ngậm này, phải đầu tư thêm một con dao làm sao để cho sắc thêm được. Sơ chế ra để mình khứa để tẩm ướp ấy. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái khâu là tẩm ướp với cả nước ướp siêu cay nhá. Nước ướp siêu cay đây của mình thì mình đã làm trước ở nhà rồi, thì bây giờ sẽ cho vào tẩm ướp thôi. Nước ướp siêu cay này thì các bạn nhìn thấy này, nhìn không đã cảm thấy hấp dẫn rồi, còn chưa nói đến việc mình cho cái miếng thịt nó ngon như nào nhá. Đó, nước ướp siêu cay thần thánh. Quay gần vào, quay gần. Một miếng này, hai miếng, ba miếng. Đó, tổng cộng là 6 miếng nha. 6 miếng này mà nhập khẩu nước ngoài nó hơi bị đắt đấy, chứ không phải là nó rẻ đâu nha. Đây, anh em có hình dung ra làm sao để tẩm ướp cho nó ấy nhất không? Đây là cách mà tẩm ướp làm sao để cho cái miếng thịt nó đều nhất này. Đấy. Đây là cách mà tẩm ướp làm sao để cho cái miếng thịt nó đều nhất này. Đấy. Ok, đùa thôi các bạn ạ. Nhưng mà tẩm làm sao để cho cái miếng thịt nó được đều nhất thì nó ngấm gia vị nó sẽ ngon. Đó. Ok, bây giờ mình đã tẩm ướp xong rồi nhá. Thì mình sẽ để trong vòng tầm khoảng 20 phút để cho nó ngấm gia vị, là mình sẽ cho lên cái bếp để mình nướng. Đấy, ok. Ok các bạn ạ, thì sau khi mình đã đợi được 15-20 phút thì bây giờ mình sẽ sọc cho lên cái xiên này để mình cho lên cái dàn nướng của mình nhá. Thì dàn nướng của mình hiện tại đây là mình đã để chuẩn bị sẵn được một cái phên nướng. Đó, nhìn rất là hấp dẫn. Đó,
thì trong quá trình này lướng okay, thì ngon đấy. Ừ. Đoàn này ngon không? Dân đấy. Ở dân à? Ôi bụi thế nhỉ? Nhưng không sao, nếu mà lướng mà không có bụi của than thì nó sẽ không ra được cái vị lướng. Thì bây giờ thì công việc của chúng ta sẽ là chờ đợi xem cái món này nó có hấp dẫn không, để thưởng thức xem là cái vị của nó như nào nhá. Theo mình nghĩ thì nó sẽ rất là ngon đấy, và tuyệt vời. Xong một hồi tầm 30 phút thì mình quay cái miếng thịt này nó đã chín rồi đây các bạn nhìn thấy này. Thực sự là mùi rất là thơm luôn. Đúng không các bạn? Mùi thơm mà béo ngậy. Thì bây giờ mình sẽ vào mình thưởng thức xem là cái vị thịt này như nào nhá. Ăn trước đi. Đấy, mời tất cả các bạn nhá. Ăn trước xong từng thế nào. Cay. Cay các bạn ạ, thực sự vị rất là cay luôn. Nói tất cả các bạn nhá, để tôi thưởng thức xem nó mùi vị ra sao nhá. Cay vị kiểu là xúc xích ấy. Giống vị kiểu xúc xích Việt Nam ấy. Ui, ăn rách mồm này. Chọc vào này rách mồm ấy, không phải là cắn miếng tỏi đâu. Đây các bạn thể nhìn thấy này, ăn thực ra cái miếng này ăn nó cảm giác nó như kiểu là xúc xích Việt Nam ấy. Nhưng mà sinh Việt Nam nhưng mà nhập khẩu từ nước ngoài. Dùng cay vào đấy. Ăn rất là phê. Ngon. Rất là cay các bạn ạ. Đây phải đánh giá. Có lẽ cả mồ hôi rồi này. Cay cấp độ 7. Phê. Ngon. Cay quá. Ăn cay tốt nhỉ? Ngon, phê. Ông không ăn cay à? Nóng rất cả người. Thực sự ăn rất là phê luôn. Ăn ngon, nuốt mắt lưỡi luôn. Thực sự luôn. Trông không ăn được à? Cay quá. Không ăn được á? Ngon rồi á? Cay quá. Hả? Phê các bạn ạ. Đấy. Bốc khói này. Đấy. Mời tất cả anh em nhá. Lại 5 lốt đấy nữa. Tôi ăn hết rồi. Em ăn nốt cái dạo của tôi 6 lốt. Nó cố cay nhưng mà ngon các bạn ạ. Cố làm miếng nữa. Không ăn được cay à? Không. Ngon mà. Thử ăn rất là phê luôn. Thôi chào bà con.
là tôi đi uống nước. Hoa đà. Bé này là tôi đi uống nước. Thằng Gu kia nó cay quá, không chịu được đi uống nước rồi. Đấy. Thế là mỗi mình thôi. Nói thật sự là nếu mà để mà review món này ấy, thì mình đánh giá nó ăn rất là ngon. Ăn nó kiểu là xúc xích ở Việt Nam ấy, nhưng mà nó ăn ngon hơn xúc xích Việt Nam nhiều. Đấy. Nhưng mà cộng thêm vào cái nước ướp siêu cay của mình vào đấy, tạo lên cái vị cay và thơm. Đấy, ăn rất là phê. Thì mình nghĩ là mình ăn đến đây là các nhiều bạn cũng thèm rồi. Đấy, cho nên là mình sẽ không để các bạn để thèm lâu nữa. Thì bây giờ mình sẽ dừng video ở đây để review cái món này của mình nhá. Nói chung là cái món này của mình ăn rất là phê. Nếu các bạn nào mà muốn thưởng thức ấy, thì có thể là làm theo cái xúc xích ở Việt Nam ấy, thì ăn nó cũng kiểu như này thôi. Đấy. Nhưng mà cái thịt này là mình không biết là cái thịt gì, nhưng mà ăn giống xúc xích Việt Nam ấy. Thì mình sẽ dừng video ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào nhé. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh.